Xin kính chào quý vị và các bạn. Kem là một món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Và hiện nay tại Việt Nam thì đa phần các thương hiệu kem nhập ngoại với cách sản xuất công nghiệp hàng loạt. Vì vậy, những thương hiệu này nắm phần lớn thị phần cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng cho dù thị trường có lớn đến đâu thì vẫn có những con đường ngách để đi. Nhận ra nguồn nguyên liệu trái cây tươi của Việt Nam rất dồi dào và sẵn có, cùng với niềm đam mê khi biết đến một loại kem sản xuất từ trái cây có xuất xứ từ Mexico, anh Tô Tuấn Anh đã từ bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch để chuyển sang làm kem, với mong muốn xây dựng một nhãn hiệu kem thuần Việt với 100% nguyên liệu từ trái cây tươi Việt Nam. Con đường doanh nhân hôm nay sẽ cùng gặp gỡ anh Tô Tuấn Anh và trò chuyện với ông chủ của thương hiệu kem này. Xin chào anh và cảm ơn anh đã dành thời gian đến với trường quay Con đường doanh nhân. Kem là món ăn rất được ưa chuộng trong mùa hè nóng nực. Và đối với nhiều người, khi nhắc đến ẩm thực Hà Nội, cũng không thể bỏ qua món kem. Ăn kem cũng chính là một nét văn hóa ẩm thực từ lâu của người Hà Nội. Và với nhu cầu hiện tại của thị trường, các loại kem được sản xuất công nghiệp hiện rất đa dạng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Một thông tin khá thú vị là người tiêu dùng Việt chi tới hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm cho việc ăn kem. Tuy nhiên, thị phần của ngành hái ra tiền này hiện đang chỉ thuộc về một vài ông lớn với các thương hiệu ngoại nhập. Vì vậy, thị trường kem tại Việt Nam với những công thức mới, mùi vị mới và nguyên liệu từ tự nhiên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Đến với trường quay hôm nay thì anh Tuấn Anh đã mang theo cái sản phẩm của mình, đứa con tinh thần của mình, là những que kem trông rất là xinh xắn và rất là mát ạ. Nó có gì đặc biệt ạ? Vâng, đây là những cây kem được làm hoàn toàn thủ công, và cái quan trọng nhất, cái nguyên liệu để làm nên những cây kem này nó hoàn toàn là từ trái cây tươi tự nhiên. Và đa số những cái thành phần để cấu thành nên cây kem này cũng là từ nguyên liệu tự nhiên. Đấy là cái khác biệt so với lại hầu hết các loại kem đang có trên thị trường hiện tại. Việt Nam thì được biết đến như là một cái vựa trái cây, một quốc gia nhiệt đới và hoa trái thì bốn mùa. Các anh đã khai thác cái nguồn nguyên liệu này như thế nào? Trước đây khi mà làm du lịch thì khi mà khách quốc tế đến Việt Nam thì họ cũng biết đến với Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới, rất nhiều loại trái cây khác nhau. Và khi mà bắt đầu làm kem thì chúng tôi nghĩ đến cái việc là bây giờ việc đầu tiên là mình làm một cây kem sạch, một cây kem cho con mình, cho những người bạn của mình ăn. Thế thì mình muốn là sẽ làm một cây kem mà nguyên liệu nó sẽ phải là tự nhiên nhất. Thế thì ngay khi đấy thì chúng tôi nghĩ đến trái cây. Và trái cây Việt Nam nó rất là đa dạng, chúng tôi tha hồ có thể chế biến các vị khác nhau theo cái sở thích của mình. Đấy là cái mà khởi nguồn cho cái việc mà làm nên cái cây kem này. Theo như cái sự hiểu biết của cái người ngoại đạo như tôi á, thì những cái sản phẩm kem công nghiệp mà đang bán trên thị trường hiện nay á, thì người ta sẽ sử dụng cái hương liệu khá là nhiều khi mà chế biến. Tuy nhiên thì với những cây kem này như anh có giới thiệu là sử dụng các loại trái cây tươi, thì cái việc mà bảo quản nó có khó khăn hay không? Và khi mà sản xuất thì nó có gặp cái trở ngại gì không? Khi mà mới bắt đầu làm thì mình đã xác định là làm cây kem, trước tiên là lúc đấy là mình xác định là làm cây kem cho người thân của mình ăn. Thế nên là cái tiêu chí tiên quyết đầu tiên đấy sẽ là sử dụng hoàn toàn là nguyên liệu tự nhiên. Thế và lúc đầu thì chúng tôi cũng rất là hồ hởi. Thế nhưng mà sau đấy thì nó cũng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Cái việc bảo quản thì nó không phải là vấn đề quá lớn. Bởi vì khi mà kem được bảo quản đúng cách ở trong tủ lạnh dưới âm 18 độ thì nó cũng khá là an toàn. Nó khá an toàn và không bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng mà cái khó khăn ở đây đấy chính là cái kết cấu của cây kem. Bản thân cái nguyên liệu của mình là chủ yếu là từ trái cây, mà thành phần từ trái cây nó chủ yếu là nước. Thế nên là khi mà làm kem, làm nên cây kem, mình lại hạn chế sử dụng tối đa các cái loại phụ gia công nghiệp. Chính vì thế nên là khi mà làm nên cây kem thì nó sẽ bị hình thành tinh thể đá, răm đá rất là nhiều. Nên là cái thời gian đầu tiên nó là một cái thử thách rất lớn với chúng tôi. Không có một cái, chúng tôi cũng tìm hiểu, nhưng mà kỹ năng tìm kiếm của mình nó cũng còn hạn chế. Nên trong cái giai đoạn đầu mình tìm hiểu các cái thông tin ở trên mạng internet các thứ là gần như là không hỗ trợ được nhiều.
Và sau đó là cứ thế vừa làm vừa tìm hiểu, vừa rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm và hỏi những cái người không liên quan đến kép, nhưng mà họ có thể là những người đầu bếp này, hoặc là những người học chuyên ngành về hóa thực phẩm. Đó. Thì từ đấy mình rút ra được những cái kinh nghiệm và mình tìm ra được những cái nguyên liệu phù hợp để có thể làm nên cái cây kem mà nó không bị dăm đá quá như trước đấy nữa. Cái hành trình từ lúc bắt đầu cho đến khi mà mình có cái sản phẩm mà mình cảm thấy khá là ưng ý thì đo bằng cái khoảng thời gian bao lâu? Thực ra cái khoảng thời gian đấy nó rất là khó để xác định. Nhưng mà ngay khi mà chúng tôi làm, có thể nói là ngay khi cái mẻ kem đầu tiên mà chúng tôi làm ra là chúng tôi đã ưng ý với cái sản phẩm đấy rồi. Nhưng mà để mà một ví dụ như là một cái vị kem mà ưng ý thì có thể là có những cái vị kem chúng tôi mất đến 3 năm để có thể hoàn thiện được nó. Nhưng mà đúng là khi mà chúng tôi tự nghiên cứu, tự sản xuất thì cái vị kem, cái cây kem đầu tiên chúng tôi sản xuất ra, cái mẻ kem đầu tiên thử nghiệm sản xuất ra là chúng tôi đã ưng ý với cái con đường mà mình lựa chọn rồi. Ở đây thì tôi thấy các loại kem khá là đa dạng đúng không ạ? Có thể thấy những loại quả rất là đặc trưng và rất là ngon của Việt Nam, sầu riêng này, đúng không? Quả bơ này, dâu tây này, chanh leo này. Hiện giờ thì mình có tất thảy là khoảng bao nhiêu vị ạ? Hiện tại trên thị trường thì chúng tôi đang đưa ra là có 13 vị kem tất cả. Mặc dù trước đấy thì chúng tôi cũng đã từng có nhiều vị kem khác. Nhưng mà đúng theo cái ý nghĩa mùa nào thức đấy, có những thời điểm thì là sẽ có những loại kem được sản xuất, có những thời điểm thì mình sẽ tạm ngưng nó lại vì nó không chính vụ của cái... Vì mình sử dụng trái cây tươi nên là khi mà mình vào chính vụ thì cái nguồn nguyên liệu của mình sẽ dồi dào đúng không ạ? Dạ, và nó sẽ ngon hơn đúng không ạ? Bao giờ cũng thế, chúng tôi ưu tiên là sử dụng những cái loại cây trái cây chính vụ. Thứ nhất là nó đảm bảo về chất lượng tuyệt đối. Cái thứ hai nữa là vào cái thời điểm chính vụ như thế thì cái nguồn nguyên liệu giá nó cũng sẽ tốt hơn. Đó. Thuận lợi hơn đúng không ạ? Vâng. Trước đây thì bạn là một hướng dẫn viên du lịch, đang từ một ngành dịch vụ đó lại quyết định là chuyển sang sản xuất. Đây có thể coi là một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình không ạ? Vâng, thực ra đây chính là một cái bước ngoặt, một cái thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nó cũng xuất phát từ những cái, có những cái biến cố nhất định. Nên là lúc đấy khi mà tôi quay trở lại tôi làm công việc du lịch và cảm thấy là cái niềm đam mê với cái công việc đấy của mình nó không còn, hoặc là nó cũng đã bị suy giảm đi rất nhiều. Và tôi cũng tự cảm thấy rằng là khi mà mình đang làm việc mà với một cái thái độ không có niềm đam mê thì mình cảm thấy lãng phí đúng không? Vâng, rất là lãng phí và rất cảm thấy rất là tội lỗi với cái đơn vị mà mình đang làm. Thậm chí là cảm thấy tội lỗi với luôn với chính cả khách hàng của mình. Đấy là cái lý do mà tôi quyết định là thôi, mình nên đi tìm một cái việc khác, một cái công việc khác mà cái quan trọng nhất là mình phải cảm thấy đam mê. Và khi đấy thì cùng với những người bạn, những người đầu tiên xây dựng nên cái kem trái cây này. Và chúng tôi đã, lúc đấy là tôi đã quyết định là nghỉ và cùng với họ để xây dựng cái thương hiệu kem này. Nghĩa là bạn không phải là người sáng lập đúng không? Mà mình là người gia nhập, đúng không? Gia nhập để cùng sản xuất khi mà đã có những cái ý tưởng trước đó rồi. Có thể nói tôi là người vào gần như là sau cùng trong cái team mà làm kem Limu này. Tôi gần như là người vào làm sau cùng. Nhưng cho đến bây giờ thì tôi là người còn lại cuối cùng. Đi vào muộn nhưng mà vẫn trụ lại lâu nhất đúng không? Vâng. Đến thời điểm này 2016 thì mình bắt đầu khởi nghiệp với việc làm kem. Thế và sóng gió thì bắt đầu nổi lên từ khi nào? Thực tế là sóng gió nổi lên ngay trong năm 2016. Khi mà chúng tôi thiếu thốn đủ thứ, chúng tôi không có kinh nghiệm làm, tất cả chúng tôi đều chưa có kinh nghiệm kinh doanh. Kinh nghiệm thị trường là bằng không? Vâng, đó. Tất cả chúng tôi lúc đấy có thể nói là làm kem là vì đam mê. Làm cái ban đầu là xác định là làm cây kem cho người thân, cho bạn bè, cho gia đình thôi. Nên là cái ban đầu là đã là sai, đã, đã,
không phải là sai, nhưng mà cái ban đầu đã là nó không đúng với cái tính chất của một doanh nghiệp, đúng không? Đúng rồi ạ. Nó không có gì đấy không đúng rồi. Thế cái khi mà chúng tôi bắt đầu cũng lại vào một cái thời điểm nó cũng sai nữa. Chúng tôi bắt đầu khởi nghiệp cái cây kem này là vào tháng 10. Thế và chỉ sau đấy khoảng hơn một tháng thôi là mùa lạnh đến, mùa đông đến, không có ai ăn kem cả. Thậm chí mời họ có khi còn bị mắng. Đó là cái sai thứ hai. Và cái thứ ba nữa là sau khi mà chúng tôi khởi nghiệp được có một thời gian ngắn thì chúng tôi lại bị đòi lại mặt bằng do thiếu kinh nghiệm ở tất cả mọi thứ. Nên là ngay khi mà mới khởi nghiệp cái là đã vấp phải những rất thứ nhiều bức tường. Và sau đó thì sang đến năm 2017 thì chúng tôi mới lại quyết định là thuê một cái mặt bằng mới ở gần nhà hơn để thuận tiện cho cái việc là mình làm, mình không phải đi xa. Và lúc đấy thì là cái xưởng kem bắt đầu làm, và cái mẻ kem đầu tiên của cái xưởng mới đấy thì nó cũng lại vào đầu hè, thì nó cũng thuận lợi hơn, khởi sắc hơn. Tuy nhiên thì sau đó thì tiếp theo mình lại vướng phải một cái cú thất bại nào mà khiến rất là nhiều những cái thành viên trong team đã rời bỏ cái công việc đó? Cái khó khăn lớn nhất khi mà làm kem nó có lẽ là đó chính là cái việc bán kem. Mình làm xong rồi nhưng mà cuối cùng là mình sẽ vận hành bán hàng như thế nào thì gần như là không ai biết cả. Đam mê có đấy, nhưng và cũng lên mọi cái kế hoạch để bán hàng. Thế nhưng mà cây kem, thứ nhất là cái địa điểm mà chúng tôi sản xuất nó quá xa trung tâm. Đầu tiên nó rất là xa trung tâm và chúng tôi chỉ thuê được một cái xưởng nhỏ thôi, không có chỗ ngồi tại chỗ. Cái thứ hai lại quá xa trung tâm nên là cái việc vận chuyển đi nó cũng rất là khó. Chúng tôi khi đấy chưa tìm ra được một cái giải pháp gì cả. Cái thứ ba nữa là kem của mình là một thương hiệu hoàn toàn mới. Không dễ gì để khách hàng tiếp cận khách hàng. Vâng, không dễ tiếp cận và cũng không dễ để chấp nhận. Để khách hàng chấp nhận. Đó. Thế nên là cái thời điểm đấy thì chúng tôi cũng rất là khó khăn. Và mấy tháng hè nó trôi đi rất nhanh, nó lại vào mùa đông. Và khi mà vào mùa đông cái là thôi. Lại bế tắc. Chúng tôi lại bế tắc, thật sự là như thế. Những người mà đã đang đi làm cái công việc riêng của họ, những cổ đông mà đang làm công việc riêng của họ thì họ có công việc, họ có thu nhập. Nhưng khi đấy là tôi đã dứt bỏ hoàn toàn và tôi chỉ có làm kem thôi. Thì đến cái thời điểm đấy thực sự rất bế tắc đối với tôi. Thì khi đấy thì tôi cũng chỉ có tìm mọi cách để mà đi bán hàng, xây dựng, tìm mọi cách mang cái cây. Thực ra là có khi là trong cái năm, hai cái năm đầu đấy mang kem đi mời nhiều hơn là đi bán. Bất cứ một cái cơ hội nào có thể mời mọi người ăn thử cái kem của mình là mang đi mời. Team của anh lúc đấy thì có bao nhiêu người và bao nhiêu người đã chọn từ bỏ? Khi đó thì tổng cộng có 5 người trong team, thì 4 người đã từ bỏ, còn lại duy nhất một mình tôi. Thực tế thì bản thân tôi cũng đã từ bỏ, chứ không chỉ riêng gì 4 người kia. Lúc đấy thì tôi cũng cần phải lo cho cái cuộc sống của mình. Và khi đấy thì tôi cũng đã từ bỏ và tất cả mọi người cùng thống nhất là thanh lý cửa hàng. Tôi cũng lại quay lại công việc du lịch một thời gian ngắn. Nhưng mà sau đấy thì cái trong 2 năm liền mình đã gắn bó và mình đã làm thì mình cảm thấy là mình chỉ thực sự vui, thực sự hạnh phúc khi mà mình được làm ra một cái sản phẩm. Và cái công việc đấy đang là cái công việc mình yêu thích. Chính vì thế tôi đã quay lại. Anh đã quay lại theo một cái cách như thế nào để có thể vực được cái doanh nghiệp mà rất là còn rất là non trẻ như thế? Tôi quay lại cũng vào mùa đông, chuẩn bị là mùa đông. Và lúc đấy thì có một niềm tin mới. Thứ nhất là cũng có sự động viên của gia đình, của người thân. Và cái quan trọng hơn là mình nhìn thấy một cái hướng đi mới cho cái sản phẩm của mình. Tức là mình nhìn thấy một cái hướng tiếp cận khách hàng mới khác với cho sản phẩm của mình. Trước đó thì chúng tôi chủ yếu tập trung cái kem này, chúng tôi định hướng và chủ yếu tập trung vào khách du lịch. Sau đấy thì tôi chỉ nghĩ là mình cần phải tập trung vào khách hàng là người Việt Nam mình trước tiên. Muốn cho khách nước ngoài biết đến kem của mình thì trước tiên mình phải bán được cho người Việt Nam mình đã.
Và lúc đấy thì tôi thay đổi cái việc tiếp cận khách hàng. Nước mình thì là nước nhiệt đới, cái số ngày nóng khá là nhiều. Và khi mà mình tiếp cận được cái khách hàng trong nước thì đấy sẽ là một cái lợi thế rất là lớn. Và khách hàng trong nước thì cũng có thể là những cái đại sứ để lan tỏa. Đúng rồi, như thế ạ. Tuy nhiên khi mà anh chọn một cách tiếp cận mới như thế thì nó có dễ dàng không? Ban đầu thì nó cũng không dễ dàng. Tuy nhiên thì nó còn dễ dàng hơn là những cái mà trước đấy tôi đã đi. Chính vì thế nên là tôi nghĩ là con đường mình đi là đang đúng rồi. Đầu tiên là bạn bè, trước tiên là bạn bè của mình, nhiều người mua kem ủng hộ. Mình cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Thế tuy nhiên thì dần dần thì có cái sự ủng hộ của bạn bè thì lan tỏa dần. Thế mình cũng chịu khó tham gia những cái sự kiện quảng bá. Và tất cả những cái sự kiện nào mà có thể tham gia là tham gia. Thế và lúc đấy thì dần dần thì cái khách hàng đến với mình nhiều hơn. Cái việc mà tham gia những cái sự kiện xúc tiến, những cái sự kiện mà du lịch chẳng hạn ấy, thì nó cũng giúp gì hơn cho mình? Những cái sự kiện mà chúng tôi có tham gia thì ví dụ như là những cái sự kiện trong cái chương trình như là sự kiện lễ hội thuần chay, nó mang đến cho tôi những cái nguồn khách hàng là những cái người mà ăn chay trường. Bởi vì cái sản phẩm của chúng tôi chia thành hai dòng kem, có dòng kem là kem thuần chay và cái dòng kem là dòng kem có sữa. Cái dòng kem thuần chay thì rất phù hợp với những người ăn chay. Đấy, ví dụ khi mà mình tham gia cái sự kiện, những cái sự kiện của những người ăn chay ấy, thì nó đã cho cái sản phẩm của mình, tạo cơ hội cho cái sản phẩm của mình được tiếp cận đến cái cộng đồng người ăn chay. Khi mà trải nghiệm những cái sản phẩm mới, những cái loại nguyên liệu mới đấy thì anh có phải trả giá không? Có phải vấp phải những cái khó khăn, có những cái mẻ nguyên liệu nào bị đổ đi không? Thực ra thì cái đấy phải đổ đi rất nhiều. Trong cái quá trình làm, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi. Nếu như khi mà, đặc biệt là khi mà mình trực tiếp là người nghiên cứu và đứng máy để sản xuất, thì chỉ cần một cái chi tiết nhỏ mà nó sai sót là hoàn toàn là phải đổ đi. Và cái thời gian đấy á, thì cái quy trình làm kem của mình nó mới đang được hình thành, đang xây dựng. Nên là không tránh khỏi được cái việc là có những cái sơ suất ở trong cái quy trình làm kem. Mình chưa xây dựng được một cái quy trình cụ thể. Đơn giản là có một lần thì mình làm cái kem mà mình lỡ cho cái lượng đường. Mình cho rồi, sau đó mình lại quên, mình lại cho lần thứ hai. Thế là thôi. Lúc đấy phát hiện ra là cho lần thứ hai, đấy là thôi, đổ luôn, cả toàn bộ luôn. Chưa nói đến là những cái sơ suất khác. Và bây giờ thì anh có sẵn sàng là cho chúng tôi xem là cái quy trình sản xuất kem của mình hay không? Vâng, rất sẵn sàng. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cái quy trình mà mình đang làm. Quý vị và các bạn sẽ cùng xem nhé. Trái cây tươi được nhập trực tiếp từ các nhà vườn và đảm bảo không sử dụng bất cứ loại hóa chất hoặc phương pháp nào để ép chín. Những địa danh được chọn để nhập trái cây làm nguyên liệu cho kem Limo Paletas có thể kể đến như Mộc Châu, Sơn La, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Đắk Lắk, v.v. Nguyên liệu trái cây sẽ được phân loại để phù hợp cho việc sản xuất theo độ chín tự nhiên. Khi đạt tiêu chuẩn sẽ được cơ sở chế biến theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, sau đó xay và gia giảm các nguyên liệu để bắt đầu làm kem. Vì là trái cây tươi 100%, nên mỗi mùa và mỗi cây lại cho độ ngọt của trái khác nhau. Vì vậy, việc đo độ ngọt bằng máy là điều cần thiết để Limo Paletas tạo sự đồng đều cho hương vị của tất cả các sản phẩm khi sản xuất và đưa ra thị trường. Sau khi dung dịch kem được pha chế hoàn tất, sẽ được đổ vào khuôn và đưa vào máy làm kem. Hệ thống máy làm kem phải đảm bảo duy trì ở nhiệt độ âm 22 độ C, để cây kem được cấp đông nhanh nhất có thể nhằm giữ cho kết cấu của kem không bị thay đổi. Sau 20 đến 25 phút, một mẻ kem đã được hoàn thành và chuyển sang khâu đóng gói. Trong 13 vị kem của Limo Paletas hiện tại, thì kem bơ, kem sầu riêng và đặc biệt là kem cóc chấm muối ô mai là ba dòng sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất. Hương vị của trái cây tự nhiên đã đem lại một cách thưởng thức kem thật khác biệt với Limo Paletas. Chọn cái cách sản xuất, chọn một cái công nghệ khá là đặc biệt, đấy là không phải là sản xuất công nghiệp hàng loạt. Chọn những cái loại nguyên liệu cũng khá là đặc biệt, đấy là những cái loại trái cây bốn mùa của Việt Nam. Vậy cái phân khúc khách hàng mà Limo hướng tới là gì?
Cho đến thời điểm hiện tại thì khách hàng theo cái thống kê của Limu Palletat, đối tượng khách hàng chính đang mua kem nhiều nhất là trong cái độ tuổi tầm khoảng từ 30 cho đến 50 tuổi. Cái lý do là chủ yếu là thứ nhất ấy, họ là những người đã có cái sự trải nghiệm về các cái loại sản phẩm trên thị trường, rất nhiều loại sản phẩm trên thị trường rồi. Họ không thích những cái, họ có cái sự quan tâm về cái nguồn gốc của sản phẩm. Có thể là sự khác biệt nữa. Vâng, đó. Nhưng cái rất quan trọng đấy là họ quan tâm đến cái nguồn gốc của sản phẩm. Đối tượng khách hàng của Limu khá là đa dạng, từ trẻ em cho đến người già cho đến những người trung tuổi. Khi mà họ quan tâm đến cái sản phẩm và họ thích những cái vị tự nhiên ấy, thì đa phần là đều thích cái cây kem này. Nó khá là dễ ăn. Hiện tại thì những cái sản phẩm này được phân phối qua một cái kênh nào là chủ yếu? Cho đến hiện tại thì Limu đang chủ yếu phân phối ở qua các cái điểm, chủ yếu là các cái cửa hàng chuyên về thực phẩm sạch này, hoặc là các một số nhà hàng, một số quán cà phê ở các cái điểm du lịch và cả bán trực tiếp nữa. Để lại những khó khăn vất vả ban đầu, để lại phía sau những ngày tháng phải đi mời người thân bạn bè ăn thử kem, giờ đây mỗi ngày xưởng kem với trái cây tươi thuần Việt của anh Tô Tuấn Anh đã xuất bán từ 1.500 đến 2.000 cây kem mỗi ngày. Không chỉ chinh phục khách hàng tại Hà Nội, mà giờ đây kem Limu Palletat đã có mặt ở cả miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Một điều rất thú vị của kem Limu Palletat đó là sau khi giữ lạnh theo nhiệt độ tiêu chuẩn thì nên bỏ kem ra ngoài một vài phút để kem có độ mềm hơn và khi đó thưởng thức sẽ ngon hơn. Limu Palletat cũng tiên phong sản xuất kem thuần chay với 100% nguyên liệu, không sử dụng bất kể một sản phẩm nào từ động vật. Và đây có lẽ cũng chính là sự khác biệt, là thị trường ngách mà Limu Palletat đã và đang lựa chọn để đi. Tâm huyết lớn nhất của anh khi mà tạo dựng cái thương hiệu kem này là gì? Cái tâm huyết lớn nhất của tôi khi mà làm cái cây kem Limu này đấy là mong muốn được đồng hành cùng với những người nông dân, góp phần để quảng bá cái nông sản Việt của mình. Bởi vì trái cây ở Việt Nam của mình rất là đa dạng, một cái khu vực nhiệt đới, trái cây quanh năm đa dạng và trái cây của mình đều rất là ngon. Khi mà đi tìm kiếm những cái nguồn nguyên liệu để làm cây kem này thì tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều người nông dân, tìm hiểu cái quy trình mà họ làm, họ trồng canh tác những cái loại trái cây ở khắp các cái vùng miền ở Việt Nam, từ Mộc Châu đến Đồng Tháp cho đến Đắk Lắk. Thì tôi nhận thấy là cái rất nhiều người nông dân đấy họ cũng đổ rất nhiều cái công sức, tâm huyết của họ vào sản phẩm của mình, vào cái sản phẩm của mình. Chính vì thế mình cũng chỉ mong muốn là bây giờ mình làm nên một cái cây kem này và mình cũng muốn là góp một cái phần nhỏ bé của mình để nâng tầm cái sản phẩm nông sản của đất nước mình lên, tạo thêm giá trị gia tăng thông qua những cái sản phẩm mà có giá trị cao hơn. Dạ đúng. 8 năm kể từ khi bắt đầu khởi nghiệp, có những giai đoạn dừng lại, có những giai đoạn tưởng như từ bỏ, nhưng sau đó thì lại chọn cách quay lại và bước tiếp. Đến nay thì anh Tô Anh đã có cái doanh nghiệp của riêng mình, đã có những cái sản phẩm khá là độc đáo trên thị trường, đã có những phân khúc khách hàng nhất định. Xin chúc cho anh cũng như là doanh nghiệp nhỏ bé của mình trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục gặt hái thành công. Cái mong muốn lan tỏa về cái công nghệ làm kem mới, khai thác được nhiều những cái loại hoa quả thế mạnh của Việt Nam thì sẽ được lan tỏa và sẽ có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian đến với Trường Quay ngày hôm nay. Cảm ơn chị Phan Hường, cảm ơn quý vị khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, Con đường doanh nhân, chương trình được phát sóng vào 16 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh 1 Đài Hà Nội và các nền tảng số của Đài. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ đầy thú vị của các doanh nhân trên con đường lập nghiệp của mình. Còn bây giờ thì chương trình xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn.